Đáng thương bé chó đen bị trúng bả vào mùng 1 Tết. Tết đáng lẽ là lúc đón chào một năm mới thật nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Với bé chó đen này và gia đình của em lại là một cái Tết càng ý nghĩa hơn. Vào ngày buổi tối mùng 1 Tết, em chó đen đã ăn trúng phải bả chó. Cảm thấy cơ thể của mình không ổn, em liền vào nhà cầu cứu cha mẹ. Tuy nhiên lúc này gia đình em vẫn chưa biết em bị gì, chỉ cho đến khi cha thấy em cứ đứng mãi một chỗ, bốn chân run rẩy và có dấu hiệu giống bị trúng bả, bác mới gọi các thành viên khác trong gia đình ra kiểm tra. Và trong lúc mọi người đang hỏi han em, chú chó đen liền gục ngã. Điều này làm cho cả nhà hoảng hốt, mẹ lo lắng liền tiến tới vuốt ve, hỏi em bị gì. Lúc này cha đã chắc chắn rằng em bị trúng bả. Ngay lập tức cả nhà liền pha nước chanh và muối cho đen uống. Mẹ vừa cho em uống vừa kêu, ráng uống đi đen, uống mới sống được. Dường như đen hiểu được những gì mẹ nói, nên bao nhiêu chanh muối đưa vào em đều uống sạch. Sau đó cha bế đen xuống nhà dưới để nghỉ ngơi. Lúc này cả nhà đều mong một phép màu đến với em. Và điều may mắn đã đến, đen đã sống sót nhờ nghị lực và tình thương của gia đình. Bà mẹ năm con này đã có một phen làm cả nhà hoảng hốt đêm mùng 1 Tết. Cứ tưởng em bỏ lại 5 đứa con không thôi. Sau chuyện này, Tết lại càng ý nghĩa hơn với gia đình đen. Khi mọi chuyện dữ đều có thể hóa lành. Chúc đen và gia đình luôn mạnh khỏe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.